này. Xin chào các bạn. Ngoài Hà Nội lạnh quá các bạn. Gió lạnh, lạnh thôi rồi, dưới 10 độ. Thì chợ hoa đã trở thành chợ hoa sen Vạn Phúc đã trở thành chợ hoa xuân. Cấm xe vào, đi vào xem là có gì khác để thường các bạn nhé. Đây là phiên chợ cuối cùng của lịch dương ấy, tháng 1 năm 2018 ấy. Rất nhiều hoa và nhất chi mai như đào quất. Đây, các bạn. Cái đấy là bao tiền ạ? Thì chúng bán bao nhiêu? À, 1 triệu à? 1 triệu. Cây nào cũng như nhau à? 1 triệu là rẻ rồi các bạn ạ. Hôm nay mua sớm là rẻ đấy. Cây này đấy. Cũng xem cây to nhất ở đây rồi. Quái cây đấy, nhất chi mai vậy. Vào chậu hơi muộn nên là nhìn nó lông khô quá. Đấy, nhìn nhất chi mai cái lúc mà nó nụ rồi các bạn nhé, nó đỏ đỏ phớt hồng ở nụ rồi, nhưng mà sau đó nở nó sẽ trắng trắng hồng hồng hoa nhạt rồi. Cây gì đấy chú? Nhiều cây gì? Đây của chú Tất đây à? Du à. Du. Này cũng bán nhất chi mai à? Không, muối rồi du. Tưởng bán cả nhất chi mai. Chi mai của vợ cũ. Đây đây cây nên đấy, và cây mai năm màu ạ. Vào chậu muộn quá. Năm màu đây, năm màu ạ. Biết rồi, nhất chi mai thì lạ gì. Ở dưới cổ đây. Đại cổ. Hôm nay không đi làm rồi. Có, làm ngay đây. À, ta đã chuyển về gần đây rồi. Đâu, hôm thì làm đây, hôm là chỗ khác. Xương cá này của chú à? Xương cá này của chú à? Tớ không quay ra được mấy chục triệu rồi. Được mấy tỷ rồi. Mấy tỷ rồi gì? Mấy tỷ. Quay đây không quay được mấy chục triệu. Đấy. Nhiều lắm. Cái này là cái gì đấy? Du. Du đẹp chưa này? Du đang phun mầm đẹp chưa này? Cây của chú à? Đấy, cây đấy. Quay mất tiền đây. Cây đấy bao tiền? 15 triệu. Để cháu mua nào. Lá đẹp đấy. Ui, cây đấy bao tiền? Đây, đây. À thế à? Không phải của... Cây này nếu mà quay 15 triệu. 15 triệu. Nó không quay giá khác. À rồi. Thế tí nữa để không quay để hỏi. Quay à? Du đây. Kinh chưa?
quay quay mặt kia quay vào rồi cắt các mặt luôn. Ra lá đẹp đấy. Thấy chưa? Này mà nó có cái bể đấy thì đã thôi để ra đâu mùa này. À, con đắp ca lên. Không, mưa mùa này không thổi. À, đây. Đấy. Phát được rồi. Bao tiền để cho bọn nó biết gọi là. Bốn cây này của chú hết à? Mỗi quả người khác. À. Có mỗi cây này thôi chứ. Này đi vui xuân thôi đúng không? À. Đấy. Này thì à. À. Bỏ ra. Vâng, quay lâu nhìn nó kỹ. Đâu chú cái nào? Mình kịch lên đoạn này. Đấy, đầu tư đấy. Đầu tư gì? Làm ăn lớn. Làm ăn lớn đấy. Bài mới này mình ngồi trên chợ bưởi. Đấy, làm ăn lớn đấy. Không. Cho lên mạng hay trả cho đồng nào? Ui giời. Trả đồng đồng đẻo. Cháu phải được tiền mới đúng. Không. Đấy, đòi tiền mình. Mình là người được tiền mới đúng. Đòi tiền mình. Mình quay lên mà mình không ăn được cái nào. Toàn bảo cho người khác. Thì người ta, người khác biết thì người ta mới mua. Đấy. Vui thế. Đấy, hôm nào mà vui thì kỷ niệm cháu cây. Đấy, sung này, sung này. Rồi tiền mình này chết. Ôi giời, sung này của ai này hay đấy. Đấy chú quay đi. Chú Triều à? À chú chủ à? Trong, trong cái hình này nét đấy. Ờ. Nét quá. Nét quá là hình nét. Như thật. Cái thật chứ cả đâu. Không mà cái nhìn cái hình này nó không nét đấy. Nét thì ai xem. Chim mai này trắng hồng đỏ quay về nộp tiền đấy đấy lòi lòi được tiền đấy được tiền đấy chứ chỉ các ông trả mình tiền mới đúng dù nhất chim mai thì vô biên nhiều quá bác. Đây có vẻ toàn hoa bên đấy nhỉ? Ờ, tết là vậy, có hoa, tết. Không, nhưng mà cây này có vẻ ít. Ôi trời, lạnh quá. Du mà. Cái này cái gì đấy anh ơi? Du. Cái gì? Cái du hả? Cái này đúng không? Đúng. Bốn cây du. Cái này có là... Bốn cây này là du hết. Khá hợp lý. Vào cây thô bạo quá. Vào cây thô
vào quá. Cây này của chú không? Hả? Cây này của chú không? Chợ này toàn hàng to nhỉ? Cây này bao tiền chú? Cây này 2 triệu rưỡi. Quanh là phải 15 triệu. Đúng, quá thế. Nói thật thà quá. 2 triệu rưỡi. Còn giá 2 triệu rưỡi. 2 triệu 6 là không bán đâu. 2 triệu 6 không bán. Quay quay bao nhiêu tháng giờ rồi. Thì đấy 2 triệu rưỡi rồi. 2 triệu 6 không bán. Con quảng khổng kháo đi. Vậy nó khách chưa coi. À ngoài nó còn có đâu. Ở kia bán cái kia rồi à? Đâu chú ơi bán cái kia rồi à? Chú sâu đằng nào cả bán mà. Ừ, bán cái dưới rồi. Đây, cái dưới này đây. Đấy, thần. Đấy, ngoài chậu đỗ quyên này. Bao tiền chậu đấy à? Cho em 4 triệu. 4 triệu. Đấy. Nở, nở hơi sớm nhỉ? Rẻ. Ru đây. Ru. Chuối mà tiền không rồi chú. Chuối. Đây, đây này. Cây này chơi Tết này đấy, đủ Tết đủ đẹp đấy, đúng cho của anh à. Tết này bán nước chim mai sớm rồi. Thầy ra đường không cho người ta đi ra đường. Năm muộn thế. À thua. Mấy năm xem phi tùng kia. Đấy, đang nhìn tao bán cái đấy rồi. Hai cái đẹp lắm. Anh ý kìa. Vâng. Không có cái tùng đẹp. Thế à? Nhưng mà là nhấp đi chưa? Bán được một cây rồi, hai cây rồi, bán ba cây nữa. Thế để ra đấy phát. Thế mới xem ra. Đấy, con sung đấy, con nét đấy nhỉ. Vào dây thô bạo quá. Để ngắn cái vệ lại, côn cái vệ lại. À, mày quay tao con như là mấy năm rồi rồi. À. Thế mà không lấy của chú đồng nào. Cái bà đấy à? Bà mới thìn là cây khéo lắm. Này không nhận ai, ai nhận là cây khéo lắm. Nó một chơi nó vất ở ngoài đường. Ông bà không nhận bà như tiền này lấy cây làm công nhận thì không mà. Anh em chiến binh bao năm rồi biết. Đây cho mặt quay nốt thì cho nó có chuyện này quay nãy là cái đấy đẹp. Nhưng mà được quay mặt tao thì cũng nó này nhớ. Đây á, mặt chú ở đây á. Ờ, cho 113 về, mẹ lại chết rồi. Cây này là của mình thì lo gì? Quay đây, quay này. À. Đấy, ngoài thôi. Mấy cây hay. Đẹp chi mà. Quả nhiều lắm. À, cái cắt mỏng. Đấy, là bệt, bệt nó xuống. Côn bệ lại tí. Nguyên cái đẹp bán đâu được rồi. Lên đây không bán được không phải lên bưởi. Không, chuyên bán bưởi. Cái này là trên 2 tuổi. Nó ra mà xem cái tùng. Vâng, kết thúc cái đoạn ở đây để quay đi.